Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Và trở lại với clip ngày hôm nay, Khôi giới thiệu với anh em một bộ ghép đó, rất tuyệt vời, đến từ các thương hiệu của Mỹ. Trong đó một con âm ly đèn đến từ hãng Edkit, model AA151 huyền thoại. Thì Khôi có hai con, thì một con là zin tuyệt đối nguyên bản và chạy bóng mù là của Titan, còn một con thì cùng zin cùng hoạt động tốt nhưng mà chạy bóng Mỹ. Thì hai con này sẽ có hai mức giá khác nhau, anh em nào quan tâm thì xem clip trước. Một con là trên 25 và một con dưới 25 triệu nha. Rồi, và phần chính trong clip ngày hôm nay đó là một cặp loa đến từ thương hiệu nổi tiếng của Antec. Thì cặp loa này rất đẹp anh em, nó theo dạng cổ điển và đặc biệt là có lưới cong, lưới gỗ cong ha. Thì giờ cô sẽ đưa máy gần để anh em sẽ rõ hơn ha. Đây, rồi cô sẽ mở nhỏ máy luôn ha, rồi mình sẽ test sau. Đây nè, cặp loa thuộc dạng là đẹp, thiết kế đẹp nhất của hãng Antec anh em ha. Đó, anh em cũng xem rất đẹp ha, đẹp từ các góc cạnh luôn, rất tuyệt vời. Tại Khôi quay trong phòng và hiện tại là trời tối nè, nên nó không được đẹp, chứ thực tế nó rất đẹp. Mấy cái này là Khôi chưa vệ sinh luôn nha, đó, chưa lau chùi, chưa vệ sinh luôn. Vừa khui ra là nó đẹp như thế này luôn anh em ha, còn dính bụi luôn nè. Đó, để cho anh em thông tin là nói là mình lau chùi rồi. Đó, còn cả logo luôn anh em, tuyệt vời ha. Đó, cái Antec logo này nó nằm nhiều trong các cái Antec 15, 19 á, sử dụng chung logo. Đó, rất đẹp, rất tuyệt vời nè. Đặc biệt là cái thùng gỗ này, thùng gỗ làng nhưng mà nó theo kiểu như gỗ sồi á, đó, nên nó màu vàng đẹp. Và zin tuyệt đối nguyên bản này, chưa bung ốc luôn này, chưa bung ốc nha, lưu ý nè, chưa bung ốc lần nào hết. Nhưng mà tí nữa Khôi sẽ tháo ra cho anh em cùng xem cái cấu hình bên trong nhé. Đó, tí Khôi tháo cho anh em cùng xem. Đây nè, có một cái cốt server chỉnh chép ha, chỉnh ba nấc này, hai lao và medium là có nghĩa là phần nấc ba nấc. Rồi thì anh em nhìn vào đây để thấy cái model này, nó là L7000, là cái thùng á, cái thùng này là L7000 này. Đó, còn ở đây nó có cái chữ 755 này. Nếu mà anh em 755E, anh em nào mà chơi Antec á, thì khi mà thấy cái số 755E này là biết rồi. Cái cụ loa đây nha, cụ loa huyền thoại ha. Đó, cọc loa thì vẫn là cái cọc cổ điện này, nhấn vào nhấc dây ha. Rồi, đó là phần cơ bản, tí có sẽ tháo ra anh em cùng xem. Đó, anh em cùng xem này. Loa thật sự là đẹp anh em, thật sự đẹp đó, kinh khủng khiếp luôn ha. Chưa bao giờ đẹp như thế này mà không qua Sửa Ba Túc Tác cái này. Đó. Đó. Đẹp nhất từ trước tới nay mà mình gặp phải đó. Một trong một cái cọc loa mà không dọn. Rồi qua bên này nè, cũng đẹp như thế nè ha. Cái nào Khôi cũng chưa lau chùi luôn, vì mình mua đồ đẹp và mình ship từ bển về, cho xe chở về luôn. Đó, anh thấy đẹp ghê gớm không? Rất đẹp ha. Để Khôi có ship ra một tí nè. Rồi xoay cho anh em cùng xem luôn. Đó. Anh em nhìn cái phần lưới nghiêng đẹp ghê không? Cái máy Khôi quên chùi camera này nên nó bị vậy. Đây, anh thấy đẹp ghê không? Rất đẹp luôn ha. Toàn bộ là thùng vắt là đẹp như mới. Cái nhà hơi nhỏ thì mình cứ xoay xoay là nó cánh này. Rồi ok, đó đây. Rất 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 đẹp luôn. À, tuyệt vời ha. Đó, đây, có cái chân này. Cái này là nó chìa ra anh em, đóng được cái này rất là khó này. Đó, em nhìn nè. Đóng được cái này rất là khó ha. Đó. Mà hãng Antec đã làm được thì quá tuyệt vời luôn. Rồi, cái mặt sau nè, bây giờ tháo ra anh em xem, đẹp kinh khủng khiếp này. Thật sự anh em nhìn các cái nước gỗ này, quá đẹp ha. Rồi, đây là cái bộ phân tần anh em nha. Phân tần thì dùng Antec thì nó chỉ có đơn giản vậy thôi. À, một cái cốt để chỉnh anh em ha. Đây nè, chỉnh đây nè. Rồi các cái tủ cái chở đó. Nhưng mà đây cái tủ này mới ăn điểm này nè, tủ ngôn ha. Đó, theo Khôi biết được đây là cái tủ cái gì đây mà trên trên mạng nói rất là nhiều về cái tủ này nè. Đó, cái tủ này nè, anh em quay Zenten Audio á nha, 2.2mm 400V đó, crosscap á. Đó, cái tủ này được nhiều anh em nói nhiều về tủ này. Rồi đây, phần chính nằm ở đây nè, đây là cái cụ 755E này nằm ở ngoài ha. Đó, cái cụ là gọi là huyền thoại đây. À, cụ là huyền thoại 755E. Rồi, tiếp theo thì đây, một cái loa chép này. Thật sự cái loa chép nó kinh khủng luôn rồi này. Cụ 2 tầng luôn ha. Cụ 2 tầng này.
rất là to, kêu là muốn điếc tai luôn á. Nên là tại sao là mình nghe được các cái dòng nhạc thính phòng rồi nhạc giao hưởng, là những cái nhạc cụ nó violon đồ rất là khó ha. Đó thì có tháo một cái thôi, còn này Jin chưa tháo luôn em nhé. Rồi đó, ok. À, đây mình nhìn xem kỹ hơn này, các cái nước sơn này là Jin toàn bộ luôn nha em. Đó, nước sơn Jin loa rất là đẹp luôn. Đó, tuyệt vời ha. Rồi dưới này là có một cái khe này nè, à, có cái khe này, đó là chia ra cái phần 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 âm á, nha. Đại loại nó vậy nè. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ cái cụ này thì anh em có thể tra lên mạng để biết người ta có bán cái cụ rồi anh em ha. Cụ rất là mắc luôn. Cái cụ này không rất là nhiều tiền này. Đó, chưa chưa nói là về cái chép rồi cái thùng rồi cái lưới rồi vân vân ha. Rồi, anh em tham khảo thêm. Bây giờ thì Khôi sẽ test chất âm. Và anh em thấy thích thì mình sẽ nó thì sẽ nghe phần báo giá vào cuối clip. Đường chiều man mát như gợi niềm thương, cha người yêu đến cùng chung ngõ hồn với vòng tay xanh đón mời cho đời. Chôn vùi ngày tháng đam mê phòng kín đầy trời thương nhớ mây vẫn màu ta gục đầu nghe tiếng tình yêu dối hơn những chiều không ánh đến tìm thương dài từng bước cô đơn. Đường chiều man mát như gợi niềm thương, cha người yêu đến cùng chung ngõ hồn với vòng tay xanh đón mời cho đời lên ngôi thân theo cuối tuần chôn vùi ngày tháng đam mê. Làm sao không nhớ đến người
đại trai thương nhớ mây vạn màu ta gục đầu nghe tiếng tình yêu dối hơn những chiều không anh đến tìm thương dài rồi. Khôi vừa test thử này thì trước giờ á Khôi hay test, anh test là với những cái bản acoustic, những bản giao hưởng, những bản trữ tình đó. Nhưng mà nhiều khách thì comment á là muốn là Khôi test nhạc nhạc vàng hoặc là nhạc rề để có cái cơ hội trải nghiệm, tại vì nhiều người á không có điều kiện để mua dòng anh test tại vì nhiều tiền đó, nên là cũng muốn Khôi test để có cái trải nghiệm. Còn những ai mà đã chơi anh test rồi thì thật sự luôn, chắc chắn không cần nghe vẫn có thể chốt hàng nha. Loa thì đảm bảo với em 100% zin nguyên bản, tuyệt đối không xì ba tút tác cái này. Thật sự là một cặp loa có cái thùng rất là hiếm, rất là tuyệt vời ha. Rồi thì Khôi không biết trên thị trường là bao nhiêu, nhưng chỉ riêng cái củ loa thì đã có người bán mười mấy triệu rồi, chưa tính thùng, chưa có tính người ta tháo rời á, đẹp tháo chép ra bán á đó. Nên anh em cũng quan tâm thì cân nhắc cân đối ha. Và cái mức giá theo Khôi đánh giá ở đây là cực kỳ hợp lý luôn đây nè nha, 25.500.000 nha. Và đặc biệt đây nè, đặc biệt cái cặp này ở là rất đẹp ha, lưu ý như vậy, không qua sự bán tương tác đó. Thì giao dịch á thì anh em nào mà đã tin tưởng, đã quan tâm đến kênh của Khôi á thì có thể mình chốt hàng luôn nha. Để nên mình chốt hàng luôn thì mình chuyển khoản cho tiền. Còn nếu mà ngày á thì anh em cọc trước cho Khôi 30% ha, rồi phần còn lại thì bưu điện sẽ thu hộ đó. Thì Khôi cũng chia sẻ thật sự như vậy. Còn ở Sài Gòn thì mình bao ship tận nhà anh em, hoặc anh em ghé chợ thì mình fit tí hoặc là mời cà phê nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người, rất hy vọng là anh em mình sẽ có dịp giao lưu về cặp loa này. Nhớ đăng ký kênh cũng như bật chuông để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất mà Khôi đăng tải hàng ngày.